thần thương yêu thế nhân. Ngày 26 tháng 5 năm 2018, tại Tịnh Không Hữu Xã, Tổ chức Giáo Khoa Văn Liên Hiệp Quốc. Chư vị khách quý, chư vị đại đức, chư vị nữ sĩ cùng tiên sinh, xin chào mọi người. Chúng ta sanh ra và lớn lên trong một thời đại đã chịu sự ảnh hưởng sâu sắc bởi chủ nghĩa lý tính khoa học cận đại. Tôi không phải là một người từ nhỏ đã có tín ngưỡng tôn giáo. Trong thời kỳ thanh niên của tôi chưa từng tích cực muốn đi tiếp xúc với bất kỳ tôn giáo nào. Lúc đó, tôi luôn cho rằng tôn giáo đều là những thứ mê tín cổ xưa mà thôi. Cho nên, khi tôi gặp được một vị đại triết học gia khiến tôi ngưỡng mộ, cũng là ân sư lão giáo sư Phương Đông Mỹ đã dẫn dắt tôi bước vào tôn giáo, tôi mới lần đầu tiên có được nhận thức hoàn toàn đổi mới đối với tôn giáo. Lúc đó, giáo sư Phương đã vì tôi mở riêng một môn khóa trình triết học khái luận. Thầy từ triết học phương Tây giảng mãi cho đến triết học phương Đông. Lúc đó, tôi vô cùng ngưỡng mộ học thức uyên bác của thầy. Thầy từ Plato cổ đại phương Tây, Kant cận đại nước Đức, giảng mãi cho đến tất cả những sự truyền thừa triết học liên quan đến phương Đông. Trong một tiết học sau cùng của chương trình, thầy đã dùng lời giáo huấn và sự dẫn dắt từ bi nhất để giúp tôi lần đầu tiên thật sự nhận thức được rằng tôn giáo trên thế giới tuyệt đối không phải mê tín, mà ngược lại, tôn giáo là sự giáo dục vĩ đại nhất. Trong đó có học vấn rốt ráo liên quan đến chân tướng của vũ trụ nhân sinh, có sự chỉ dẫn viên mãn nhất dành cho tất cả sinh mạng, đồng thời có thể lãnh đạo chúng ta đạt được sự hưởng thụ cao nhất trong cuộc đời, có được cuộc đời hạnh phúc mỹ mãn nhất. Tôi gặp được thầy giáo Phương năm 26 tuổi, tiếp nhận giáo huấn của thầy, chớp mắt mà bây giờ tôi đã 92 tuổi rồi. Thầy giáo Phương dẫn dắt tôi bước vào tôn giáo, và thông qua sự học tập không ngừng đối với kinh điển tôn giáo trong hơn 60 năm nay, tôi cũng càng thể hội sâu sắc rằng giáo huấn của thầy đối với tôi thật sự là chân thật bất hư. Người sáng lập của tất cả các tôn giáo trên thế giới đều là nhà xã hội giáo dục minh tâm kiến tánh, và sự dạy học của họ, sự giáo dục xã hội mà họ lãnh đạo đều là sự giáo dục chí thiện viên mãn. Chúng ta có thể khẳng định tất cả những người sáng lập tôn giáo đều là nhà xã hội giáo dục vĩ đại nhất trong thời đại đó của họ. Cho đến ngày nay, chúng ta đều nhận được lợi ích từ ân trạch giáo khóa của họ. Chúng ta có thể thừa nhận giáo dục tôn giáo thật sự là giáo dục căn bản không thể thiếu cho sự sinh tồn của nhân loại. Tôi còn nhớ tiến sĩ Thornby, lịch sử triết học gia Anh quốc,
đã từng nói rằng khi chúng ta quay đầu nhìn lại lịch sử nhân loại, chúng ta sẽ phát hiện ra trên thế giới chưa từng có bất kỳ một cơ cấu hoặc hệ thống quản lý xã hội nào có thể thu nhiếp nhân tâm sâu sắc như giáo dục, tôn giáo mà các nhà sáng lập các tôn giáo lớn trước đây đã lãnh đạo. Tất cả hệ thống quản lý xã hội đều không thể ảnh hưởng đến tinh thần và tâm linh của nhân loại trên thế giới một cách lâu dài và rộng rãi như những nền giáo dục tôn giáo vĩ đại này. Ngoài ra, nhà lịch sử học vĩ đại chuyên nghiên cứu lịch sử văn minh tổng thể của thế giới này còn nói với chúng ta, khi người ta đánh mất sự tín ngưỡng đối với tôn giáo vốn có, thì tức là thời khắc văn minh đang đi về hướng sụp đổ. Tôi tin là những kiến giải này của Toynbee là một tổng kết tâm đắc trong một đời nghiên cứu văn minh lịch sử nhân loại của ông. Nhiều năm nay, chúng ta không ngừng tiếp xúc với các tôn giáo lớn trên thế giới, cũng không ngừng nhận thức kinh điển của các tôn giáo. Sau cùng, chúng ta còn từ trong kinh văn của những kinh điển này thể hội được chân thần và thánh giả trong tất cả tôn giáo đều là nhất thể. Trọng tâm của tất cả giáo huấn của họ chính là một chữ: thương yêu. Giáo dục tôn giáo chính là giáo dục của tình yêu thương. Trọng tâm của nó chính là phải dẫn dắt con người đem tình yêu thương phát huy rạng rỡ, khiến người ta thật sự biết dùng một trái tim chân thành, vô tư để thương yêu người khác, thương yêu tất cả sinh mạng, thương yêu cả vũ trụ như thế nào. Thương yêu là đại đức thứ nhất của tự tánh, tức chân tâm. Thế giới ngày nay, nhân tâm bất an, động loạn liên tục, quốc gia và quốc gia, chủng tộc và chủng tộc, thậm chí là vợ chồng, cha con, cho đến anh chị em trong nội bộ vô số gia đình đều tồn tại mâu thuẫn xung đột khó được hóa giải giữa hai bên. Chúng ta cảm thấy điều này thực sự là một điềm báo cho sự suy vong của văn minh. Và tất cả những việc này đều có thể quy kết nguyên nhân cho sự suy lạc của giáo dục tôn giáo. Chúng ta thể hội được, chúng ta sanh trong thời đại này, nhất định phải làm hết sức mình để tôn giáo quy về giáo dục. Bởi vì chỉ có nhờ vào sự phục hưng giáo dục tôn giáo, chúng ta mới có thể tìm lại được tình yêu thương, mới có thể tìm lại được tình yêu thương rộng lớn của Thượng Đế, chân chủ và thánh triết nhân của tất cả tôn giáo. Chỉ cần chúng ta có thể thâm nhập nghiên cứu kinh điển của tôn giáo, đồng thời tích cực thực hiện giáo huấn của những kinh điển này, vậy thì chúng ta sẽ có thể khai thác được tâm thương yêu vô tư vốn có của chính mình. Tâm thương yêu chân thật cũng chính là tình thương lớn của Thượng Đế. Giữa chúng là một chứ không phải hai. Thực sự chúng là cùng một tình thương. Chúng ta có tình thương lại có thể giúp đỡ những người khác cũng có thể sanh khởi tình thương. Chúng ta có thể tin tưởng khi tín đồ của tất cả tôn giáo đều có thể thay mặt Thượng Đế để thương yêu thế nhân, thiên đường của Thượng Đế sẽ được giáng lâm xuống quả địa cầu này. Tôi nghĩ chúng ta thực sự đều có trách nhiệm phải đem thiên đường của Thượng Đế đến với nhân gian khổ nạn này. Nhiều năm nay, chúng ta vẫn luôn dốc sức vào việc thúc đẩy sự phục hưng của giáo dục tôn giáo.
đồng thời tích cực đẩy mạnh sự đoàn kết của các tôn giáo trên thế giới. Chúng ta từ rất nhiều thành quả thực tế của việc đoàn kết tôn giáo đã hiểu được rằng đoàn kết tôn giáo đối với sự hòa hợp của nội bộ xã hội cho đến sự phồn vinh thịnh vượng của cả chỉnh thể xã hội đều có một hiệu quả ảnh hưởng chính diện trác diệt. Chúng ta cũng có thể nhìn thấy trước rằng khi sự đoàn kết của các tôn giáo từ khắp các nơi mở rộng mãi đến sự đoàn kết mang tính khu vực, thậm chí là sau cùng phát triển thành sự đoàn kết mang tính toàn cầu. Vậy thì sự hòa hợp nội bộ vốn dĩ thuộc về một thành phố cũng sẽ có thể hy vọng phát triển thành sự hòa hợp mang tính khu vực, thậm chí là sau cùng xây dựng nên một trật tự hòa hợp thực sự bao la trong phạm vi toàn cầu. Tiếp đó sẽ thực hiện mục tiêu vĩ đại của nhân loại là các chủng tộc đoàn kết lẫn nhau cùng tồn tại hòa hợp. Nhiều năm nay, trong quá trình và kinh nghiệm đoàn kết tôn giáo, chúng ta cũng cảm nhận được sự sâu sắc hơn của đoàn kết tôn giáo buộc phải xây dựng trên cơ sở các tôn giáo cùng nhau thâm nhập học tập kinh điển của đối phương. Thông qua sự lý giải đối với kinh điển tôn giáo của hai bên, thầy truyền giáo và các tín đồ của các tôn giáo đều có thể nhận thức được điểm tương đồng trong kinh điển của hai bên. Mọi người đều sẽ nhờ đó mà nhận thức được thần thánh tôn giáo của hai bên đều có tình thương lớn vô tư như nhau. Tiếp đó, có thể thể hội được hai bên đều là con dân của cùng một vị chân thần. Vị chân thần này, vì trước đây hai bên có nhân chủng, tộc quần khác nhau mà hóa hiện ra các diện mạo khác nhau. Nhưng tất cả những thân phận này đều đã thể hiện ra cùng một tình thương chân chính giống nhau, đều dạy chúng ta phải thương yêu người, phải bỏ ác theo thiện, phải tuân thủ luân lý đạo đức, phải vì hạnh phúc của toàn nhân loại mà gánh vác sứ mệnh. Chỉ có thông qua những nhận thức này, chúng ta mới có thể thật sự lý giải được một cách sâu sắc. Chúng thần thật sự đều là nhất thể, và tất cả các tôn giáo thật ra đều là một nhà. Và một sự nhận thức sâu sắc như vậy mới là căn cơ chân chính có thể thúc đẩy các tôn giáo đoàn kết vĩnh cửu. Xét thấy sự nhận thức và học tập kinh điển của các tôn giáo là quan trọng như vậy, chúng ta lần này từ trong thánh điển của 11 tôn giáo lớn trên thế giới chọn lọc ra một số câu kinh tinh hoa trong kinh điển của các tôn giáo. Tôi hy vọng nội dung chỉnh thể của những câu kinh này có thể giúp người đọc nhận thức được chúng thần thật sự là nhất thể. Họ đều có một tình thương lớn nhất thể bất nhị, chân tâm nhất thể bất nhị. Đồng thời, chúng ta cũng hy vọng nhờ vào những kinh văn thần thánh này giúp thế nhân chúng ta lý giải được cả vũ trụ đều là nhất thể, bao gồm tình thương của chúng thần. Thực tế chính là chân tâm của tất cả chúng sanh và sự tồn tại của tất cả vạn vật trong vũ trụ. Chúng đều đan xen lẫn nhau, hàm nhiếp lẫn nhau, thậm chí rốt ráo đều là nhất thể. Vì muốn thể hiện sự trình bày sâu sắc liên quan đến trí huệ nhất thể thần thánh này trong kinh điển các tôn giáo, những câu kinh
đã được tuyển chọn trong bộ Thần Thương Yêu Thế Nhân này, chủ yếu đã bao gồm: một, những câu kinh về tình thương lớn mà các chân thần và thánh giả trong các tôn giáo đã thể hiện ra; hai, những câu kinh mà thần thánh trong các tôn giáo hy vọng thông qua giáo huấn tôn giáo để dẫn dắt loài người bỏ ác hướng thiện, đôi bên chung sống hòa hợp, tôn kính lẫn nhau; ba, những câu kinh liên quan đến quốc độ tồn tại của chân thần cho đến khắp hết tất thảy thời không, khắp hết vũ trụ vạn vật; bốn, những câu kinh liên quan đến chân ngã và chân tâm của tất cả nhân loại đều dung hòa đồng thể cùng chân thần, đồng thời bao hàm đức dụng vô tận. Chúng ta biên tập cuốn sách nhỏ về tôn giáo này là mong muốn nhân đây có thể giúp mọi người sanh khởi tình yêu thương tương đồng với các thần thánh tôn giáo, giúp mọi người đều có thể thương yêu lẫn nhau, chung sống hòa hợp. Hy vọng toàn thế giới đều có thể thực hiện sự an định, hòa bình, vĩnh cửu. Hy vọng nhân dân toàn cầu đều có thể sống cuộc đời hạnh phúc, an vui. Hy vọng việc học tập kinh điển các tôn giáo của chúng ta nhân đây có thể đem giáo huấn thần thánh trong kinh điển tôn giáo thực hiện trong cuộc sống của bản thân chúng ta, đồng thời đem sự khai mở của kinh điển tôn giáo đối với tâm linh chúng ta vận dụng vào việc nâng cao bản thân và vận dụng trong sự nghiệp giúp đỡ tất cả nhân loại. Đây chính là khiến tôn giáo thực sự quay về giáo dục, khiến trí huệ thần thánh của tôn giáo giúp đỡ toàn nhân loại đạt được cuộc sống hạnh phúc, hòa bình chân chính, khiến tình thương nhất thể chân chính tưới tẩm toàn địa cầu. Tháng 9 năm 2017, trụ sở chính Tổ chức Giáo Khoa Văn Liên Hiệp Quốc đã thành lập Tịnh Không Hữu Xã, đồng thời đã mời Tịnh Không đảm nhận chủ tịch vinh dự vĩnh viễn đoàn xã này. Tịnh Không biết rất rõ nhiều vị đại sứ cùng các đại biểu của Tổ chức Giáo Khoa Văn đều hy vọng đoàn xã này có thể vì sự phục hưng của giáo dục tôn giáo, vì sự đoàn kết của tôn giáo thế giới và vì hòa bình vĩnh cửu của xã hội loài người mà làm ra cống hiến tích cực. Quyển sách nhỏ Thần Thương Yêu Thế Nhân này là sản phẩm xuất bản đầu tiên của Tịnh Không Hữu Xã. Chúng tôi hy vọng nhân việc này có thể sinh ra hiệu quả tung ngói giữ ngập, dẫn dắt mọi người chú trọng học tập kinh điển tôn giáo đa nguyên. Chúng tôi hy vọng có thể cùng các vị đại sứ, các vị khách quý cùng nhau uống trà, cùng nhau nói chuyện, trao đổi, cùng nhau học tập những câu kinh trong quyển sách nhỏ này ở Tịnh Không Hữu Xã của Tổ chức Giáo Khoa Văn. Hy vọng chúng ta có thể từ trong những kinh văn thần thánh này nhận được khải thị sâu sắc và trí huệ chân thật, đồng thời cùng nhau đem giáo huấn của các thánh triết tôn giáo thực hiện trong cuộc sống thực tế của bản thân chúng ta. Mong rằng trong văn phòng này chúng ta có thể cùng nhau thảo luận làm sao để vận dụng giáo dục thần thánh trong tôn giáo để dẫn dắt thế giới ngày nay đi về hướng an định, hòa bình, vĩnh cửu. Nhiều năm nay, trong quá trình học tập và giao lưu lẫn nhau cùng với các tôn giáo lớn trên thế giới, chúng tôi cũng đã dần dần nhận thức được các tôn giáo trên thế giới đều có kinh điển tôn giáo và văn hiến tôn giáo phong phú của chính mình. Đồng thời,
cũng có được văn hóa lịch sử độc đáo lâu dài của chính mình. Và đối với những văn hóa lịch sử rộng lớn này, đối với những kinh điển tôn giáo với nội dung phong phú, số lượng to lớn, và đối với vô số văn hiến tôn giáo quý báu đã tích lũy từ lịch sử và tương truyền nhiều đời. Thật ra mà nói, những điều chúng ta học được, biết được về chúng vẫn là vô cùng có hạn. Thậm chí có thể nói chỉ là một giọt nước giữa biển cả mênh mông. Do đó, chúng ta hy vọng chính mình có thể trong những năm tháng sau này tích cực học tập với các thầy truyền giáo của các tôn giáo, đồng thời phải học tập với tất cả các tín đồ trong các tôn giáo. Hy vọng chúng ta từ việc học tập với những người thầy này có thể nhận thức được càng nhiều trí huệ tôn giáo quý báu, nhận được sự khai mở tâm linh càng sâu sắc, đồng thời có thể nhìn thấy toàn bộ sự từ bi chân thần nhất thể đó một cách càng toàn diện, càng thấu triệt hơn. Nam mô A Di Đà Phật.
Hãy subscribe.